tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Xin kính chào quý vị đến với bản tin Canada nổi bật trong ngày trên kênh Culture Channel và một số tin tức thế giới đáng chú ý khác. Để ủng hộ cho chương trình, xin quý vị bấm like, comment và share mỗi khi xem chương trình này và chúng tôi cũng kính mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất. Trong bản tin chiều ngày 10 tháng 6, mời quý vị theo dõi các tin chính yếu trong và ngoài nước sau đây. Ontario lên kế hoạch tiêm mũi tăng cường Covid-19 cho mùa thu. Người đàn ông Ontario về nhất cuộc thi marathon Buffalo trong khi đẩy cậu con trai 2 tuổi đang ngủ trong xe đẩy. Toronto sẽ có một con đường mang tên siêu sao bóng rổ Kai Lowry. Thị trưởng Vancouver muốn nhiều quán bar trên phố Ranville mở cửa cho đến 3 giờ sáng nếu ông ấy tái đắc cử. University of Toronto không còn là trường đại học được xếp hạng cao nhất ở Canada và trong phần tin thế giới, Ngân hàng Trung ương của Nga cắt giảm lãi suất xuống mức trước chiến tranh. McDonald đổi thương hiệu mới để mở cửa trở lại ở Nga. Nga và Trung Quốc mở cây cầu xuyên biên giới khi quan hệ ngày càng sâu sắc. Ukraine kêu gọi thêm vũ khí để ngăn chặn Nga ở phía đông. Hoa Kỳ hủy yêu cầu kiểm tra Covid-19 đối với việc đi lại quốc tế nhà sản xuất nước sốt Sriracha cảnh báo tình trạng hết hàng. Sau đây là bản tin chi tiết mở đầu với phần tin Canada. Ontario lên kế hoạch tiêm mũi tăng cường COVID-19 cho mùa thu. Bác sĩ hàng đầu của Ontario cho biết Ông đang lên kế hoạch cho một đợt tiêm liều tăng cường COVID-19 mới, dự kiến sẽ được triển khai vào mùa thu này vì tỉnh đang chuẩn bị dỡ bỏ hầu hết các quy định khẩu trang ở những nơi có nguy cơ cao vào thứ bảy. Các quy định về khẩu trang của tỉnh đối với các cơ sở giao thông công cộng và chăm sóc sức khỏe sẽ hết hạn vào cuối tuần này, mặc dù các bệnh viện cho biết họ sẽ tiếp tục yêu cầu khẩu trang khẩu trang vẫn sẽ được yêu cầu trong các nhà chăm sóc dài hạn và nhà hưu trí và vẫn được khuyến khích trong các môi trường sống có nguy cơ cao hơn, chẳng hạn như nhà tạm trú và nhà tập thể. Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu, Giám đốc Y tế của Bộ Y tế Tiến sĩ Karen Moore cho biết công tác chuẩn bị cho chiến lược COVID-19 vào mùa thu đang được tiến hành tốt, bao gồm cả việc tiêm phòng và các quan chức đang cân nhắc các tình huống khác nhau như một mùa cúm dữ dội và các biến thể COVID mới. Ông Moore cho biết sẽ có một liều tăng cường nữa dành cho những người có nguy cơ cao nhất và đang xem xét khả năng giới thiệu rộng rãi cho công chúng sau đó. Ông dự đoán rằng vào mùa thu, một thế hệ vaccine mới sẽ được ra mắt để chống lại cả chủng COVID ban đầu và cả chủng mới hơn, chẳng hạn như Omicron. Ông Moore nói rằng nếu một làn sóng Covid-19 khác đe dọa hệ thống y tế, ông có thể sẽ mang các quy định khẩu trang trở lại, nhưng ông không nghĩ rằng người dân sẽ cần bất kỳ biện pháp y tế công cộng nào khác sau này. Một người đàn ông Ontario về nhất cuộc thi marathon Buffalo trong khi đẩy cậu con trai 2 tuổi đang ngủ trong xe đẩy một người đàn ông Ontario đã vượt qua vạch đích của cuộc thi Buffalo Marathon ở vị trí đầu tiên vào cuối tuần trước, trong khi đẩy cậu con trai 2 tuổi đang ngủ trong xe đẩy. Người cha là anh Lucas Mark Annie, nói, Tôi nói với thằng bé ở khoảng dặm thứ 20 khi còn khoảng 6 dặm nữa là tới đích rằng, Sutton, ba nghĩ con sẽ về đích đầu tiên và ba sẽ về thứ hai, con chỉ cần giơ tay của con lên ngay trước khi cán đích và không nằm ngoài dự kiến của tôi, thằng bé đã ngủ ngay trước khi chúng tôi về đích. Anh ấy nói thêm, nói đúng ra thì cư dân Hamilton 35 tuổi này đã có thêm một chướng ngại vật so với những động viên khác, nhưng nó dường như đã không làm anh ta chậm lại. Anh ấy đã hoàn thành cuộc đua trong 2 giờ, 33 phút và 32 giây, và thành tích này đã giúp anh cán đích đầu tiên. Trong suốt cuộc đua, hai cha con đã trò chuyện về những chiếc xe cứu thương, xe cảnh sát và xe từ công trường mà họ nhìn thấy, như một thói quen khi đi chạy hàng ngày. Anh Mark Annie cho biết, con trai 2 tuổi thường đi cùng anh trong 90% số lần chạy. Hai cha con chỉ chạm 2 phút để phá vỡ kỷ lục Guinness thế giới về cuộc chạy marathon nhanh nhất cùng xe đẩy, hiện có thời gian 2 giờ 31 phút và 22 giây được nắm giữ bởi một người Canada khác có tên là Callum Neff. Với việc bé Sutton bước sang tuổi thứ ba vào tháng 7, người cha nói rằng có thể đã đến lúc hai cha con đua cùng nhau trong các lần chạy tới. Toronto sắp có một con đường mang tên siêu sao bóng rổ Kai Lowry. Trong trái tim của nhiều người hâm mộ Toronto Raptors, Kai Lowry có thể được coi là vận động viên hay nhất mọi thời đại của đội Raptors. Huyền thoại của Raptors sắp có một con phố được đặt tên để vinh danh anh. Việc đặt tên đường phố để vinh danh những nhân vật quan trọng thường là sự tôn vinh. Và Kyle Lowry sẽ có một con phố hoàn toàn mới được đặt tên để vinh danh anh và cái tên này sẽ xuất hiện nhiều hơn là một chú thích trên các biển báo. Tuy vậy, con đường mang tên anh sẽ không gần với sân đấu của Toronto Raptors, nơi anh đã thi đấu trong 9 năm. Đường Kyle Lowry trong tương lai sẽ nằm trong số những con đường công cộng và tư nhân mới ở một số khu đất rộng 60 mẫu Anh ở góc đông bắc của Don Mills và Eglinton, được gọi là Don Mills Crossing. 8 đường phố mới bao gồm đường Kylori và đường Champions để vinh danh chức vô địch giải NBA của Raptors năm 2019 và một trong những cầu thủ quan trọng đã làm nên điều đó. Lowry có thể đang ở giai đoạn sườn dốc trong sự nghiệp, NBA của mình với tư cách là thành viên của Miami Heat, nhưng anh ấy sẽ trở lại. Chính anh ấy nói rằng anh có ý định giải nghệ với tư cách là một vận động viên của Toronto Raptors, ngay cả khi theo hợp đồng một ngày. Thị trưởng Vancouver muốn nhiều quán bar trên phố Renville mở cửa đến 3 giờ sáng nếu ông ấy tái đắc cử. Với cuộc bầu cử thành phố Vancouver chỉ còn hơn 4 tháng nữa, thị trưởng thành phố đang vạch ra một số kế hoạch để hỗ trợ cuộc sống về đêm ở địa phương nếu ông tái đắc cử. Kennedy Stewart cho biết hôm thứ Tư có 3 điều mà ông muốn thấy được thực hiện để xây dựng một thành phố 24 trên 7 thực sự ở Vancouver. Vancouver đã nổi tiếng trong nhiều năm là một thành phố hơi tẻ nhạt, trong khi nhiều quán bar trên phố Renville đóng cửa vào lúc 3 giờ sáng vào cuối tuần. Một số quán đóng cửa sớm hơn. Các nhà hàng có chuyên phục vụ đồ ăn phải ngưng phục vụ lúc 2 giờ sáng vào các ngày thứ Sáu và thứ Bảy. Giờ đóng cửa đối với các cơ sở kinh doanh rượu phụ thuộc vào giấy phép của họ. Ông Stewart cho biết, Ông muốn thấy sự thống nhất của việc đóng cửa các quán bar dọc theo dãy Granville để mở cửa nhiều hơn cho đến 3 giờ sáng và cũng mở rộng dịch vụ ở các khu vực khác của Vancouver. Stewart cũng cho biết, ông muốn thành lập văn phòng ủng hộ dịch vụ ban đêm để biết nền kinh tế ban đêm của Vancouver thành điểm nhấn của thành phố. Ông cũng muốn làm nhiều hơn để thu hút các hội nghị, lễ hội âm nhạc và giải trí bằng cách mở rộng văn phòng đăng cai thể thao của thành phố. Stewart cho biết ông sẽ trình bày những ý tưởng này trong ngân sách thành phố năm 2023 nếu ông tái đắc cử. Cuộc bầu cử của Vancouver diễn ra vào ngày 15 tháng 10. University of Toronto không còn là trường đại học được xếp hạng cao nhất ở Canada. Một bản xếp hạng mới về các trường đại học tốt nhất trên thế giới đã bao gồm các trường của Canada, nhưng Đại học Toronto đã bị xoáng ngôi khỏi vị trí trường tốt nhất ở Canada. QS đã công bố một bản xếp hạng Đại học Thế giới QS cho năm 2023 với hơn 1.400 cơ sở đào tạo sau trung học tại 100 địa điểm khác trên thế giới. Trong bảng xếp hạng cho năm 2023, 20 trong số 31 trường Đại học Canada xuất hiện trong danh sách năm ngoái hiện đã tục hạng trong danh sách năm nay, bao gồm cả Đại học Toronto. Điều này đã cho phép Đại học McGill trở thành đại học đứng đầu Canada, xếp hạng 31 trên thế giới và xếp đầu trong Canada. Trường tiếp theo của Canada là Đại học Toronto, xếp hạng ở vị trí thứ 34 nhưng đã từng là trường đại học số 1 của Canada trong bảng xếp hạng năm 2022, đứng thứ 26 vào thời điểm đó. Sau đó, Đại học BC, University of British Columbia được xếp hạng là tốt nhất thứ 47 trên thế giới. University of Alberta xếp ở vị trí thứ 110, University de Montreal đứng thứ 116, McMaster University đứng thứ 152, University of Waterloo đứng thứ 154 và Western University xếp thứ 172. Nhiều trường đại học Canada đã lọt vào danh sách năm 2023, bao gồm Đại học Ottawa, Đại học Calgary, Đại học Queen, Đại học Dunhouse, Đại học Simon Fraser, Đại học Victoria, Đại học Lovell, Đại học York, và Đại học Saskatchewan. Nếu bạn đang tò mò thì Học viện Công nghệ Massachusetts là cái tên ở vị trí đầu tiên trong danh sách các trường tốt nhất trên thế giới, tiếp theo là Đại học Cambridge, Đại học Stanford, Đại học Oxford và Đại học Harvard. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin Canada buổi chiều do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Tin tức Canada và thế giới sẽ được cập nhật liên tục trong ngày trên kênh Culture Channel và sẽ gửi đến quý vị hai lần một ngày kính mời quý vị tiếp tục đón theo dõi các bản tin tiếp theo với những tin tức đáng chú ý khác đừng quên bấm like và phản hồi để giúp xây dựng cho chương trình này được tốt hơn nếu đây là lần đầu xem kênh mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo